Xin chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomo.vn. Tất nhiên, tôi đang hiểu các bạn đến đây với mục đích là sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ những thứ đơn giản nhất. Như các bạn đã biết, việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật luôn luôn là việc tạo ra những thứ mà chưa ai từng nhìn thấy hoặc biến những thứ bình thường trở nên khác biệt. Đó chính là ý nghĩa đầu tiên của từ làm nghệ thuật. Và đây, bài tập hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập biến từ nghệ thuật bằng typo rất đơn giản biến thành một tác phẩm mà chúng ta gọi đó là nghệ thuật. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần Photoshop để bắt đầu quá trình tạo ra chữ yêu thương bằng file Photoshop. Mặc dù trong project chúng tôi đã để file Photoshop kèm ở trong file project để các bạn có thể làm ngay After Effects. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nên lướt qua một chút về phần chúng tôi làm thế nào để tạo ra được file Photoshop đó. Đầu tiên, bạn tạo mới file Photoshop, chuyển về chế độ HDTV 1080p như các bạn đã thấy. Ở chế độ wide là 1920x1080 và ấn OK. Đây là màn hình của giao diện HD. Vì vậy, để tiếp tục chúng ta sẽ dùng lệnh file plate để insert lớp background vào. Ngay khi chúng ta insert lớp background vào, bạn sẽ phóng to lên tràn màn hình như tôi làm ở đây. Nhớ các bạn hãy chọn lệnh filter blur, lens blur. Như các bạn đã thấy ở đây, tại sao lens blur lại bị disable? Bởi vì bạn đang nhìn thấy ở đây lớp background đang là ở chế độ Smart Object. Bạn gắn hai lớp này lại với nhau bằng cách chọn hai layer và phần layer chọn flatten image. Như các bạn đã thấy, hai lớp đã được gắn lại với nhau. Và chúng ta khi Ctrl A và chọn lệnh filter blur và lens blur đã được enable. Lens blur là hiệu ứng tạo ra chế độ blur giống như là bạn sử dụng máy camera vậy. Khi ấn nút OK, quá trình blur đã thực hiện xong và chúng ta sẽ insert các lớp text vào. Như các bạn đã thấy, chúng ta sẽ sử dụng từ yêu thương cho animation vừa rồi. Vì vậy, chúng ta sẽ gõ từ yêu và phóng to lên. Như các bạn đã thấy ở đây, chúng tôi sử dụng phông chữ Bubble Bobby. Ở trong file project đã có sẵn file phông Bubble Bobby. Tuy nhiên, bạn có thể tìm phông này ở trong thư mục trong website dafong.com và gõ lệnh Bubble Bobby, các bạn sẽ có cái phông này. Quay trở lại với Photoshop, bạn gõ chữ Y, resize lên một mức mà bạn mong muốn, sau đó tạo ra mới bằng cách giữ Alt, gõ chữ Y mới thành chữ E và chữ U. Như các bạn đã biết, đây là phông không phải phông tiếng Việt. Vì vậy, để có một số các ký tự đặc biệt như chữ Ư hoặc chữ Ờ, bạn bắt buộc phải vẽ bằng tay bò. Như các bạn vẫn phải nhớ, ở khi chúng ta tạo ra một layer dưới dạng phim, bao giờ Photoshop cũng tạo ra các gai có sẵn màu xanh như ở đây để thể hiện vùng màu xanh bên ngoài, thể hiện rằng là các cái text thì không nên vượt quá vùng này, và phần màu xanh phía trong thì được thể hiện rằng là safe for action, có nghĩa là vùng an toàn dành cho các hành động của bạn. Vì vậy, tất cả các vùng text khi bạn tạo ra tốt nhất nằm ở bên trong của cái khung hình vuông, hình chữ nhật nhỏ nhất. Như các bạn đã thấy ở đây, để bảo đảm rằng khi các bạn lên hình thì nó sẽ không bị cắt hoặc bị chém. Quay trở lại với ý tưởng ban đầu của chúng ta. Chúng ta muốn tạo ra chữ thank you như thế này. Và như các bạn đã thấy ở đây, với mỗi một chữ thì có một cái chất liệu đặt ở phía trên khác nhau. Để tạo ra được chất liệu thì cách tốt nhất là bạn sử dụng Google và bạn sử dụng từ khóa texture. Đây là nền hoa, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng flower. Chuyển sang chế độ hình ảnh, như các bạn đã thấy, Google trả về rất nhiều hình ảnh
và có rất nhiều hình ảnh phù hợp. Ở đây chúng ta sẽ thử một mẫu bất kỳ, vào chế độ tìm kiếm chuyển sang xem hình gốc, và bạn phải chuột vào hình ảnh bạn vừa xuất hiện, chọn nút copy image chuyển về Photoshop, Ctrl V. Như các bạn đã thấy, lớp layer 1 là lớp image bạn vừa tạo ra. Bây giờ tôi muốn cái lớp texture này sẽ được gắn cho chữ Y, vì vậy tôi sẽ kéo cái layer 1 này xuống dưới trên cùng của chữ Y. Như các bạn đã thấy, lớp layer 1 là texture của lớp Y đang nằm ở phía trên của lớp chữ Y. Để có thể layer 1 chỉ hiển thị trên vùng chữ Y, chúng ta sẽ giữ an trỏ vào khoảng giữa của hai layer. Như các bạn đã thấy, biểu tượng chuột biến thành biểu tượng ô vuông và có dấu xuống khi ta ấn trái chuột. Như các bạn đã thấy, layer 1 đã trở thành con của lớp Y và lớp layer 1 chỉ hiển thị trên vùng hiển thị của lớp Y như hiện nay. Tôi có thể ấn nút Ctrl T và thu nhỏ lớp texture lại để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Ngay sau khi tôi thực hiện thao tác này, tôi quay trở về lớp Y và tạo ra bevel and emboss là để nổi khối của lớp Y này lên. Ở phần shadow mode màu đen, bạn có thể thu nhỏ phần opacity xuống còn khoảng tầm 30. Phần stroke, bạn có thể thêm một stroke khoảng 2 pixel màu nâu đậm, sẽ rất là đẹp. Các phần còn lại làm tương tự. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với After Effects và dựa trên file Photoshop mà tôi đã gắn ở trong project. Như các bạn đã thấy, khi bạn import file thiết kế.psd vào trong phần Photoshop, bạn nên để ở chế độ Composition Retain Layer Size và ở chế độ Editable Layer Style. Bấm nút OK để import file thiết kế vào trong After Effects. Mở Composition thiết kế bạn vừa import vào. Như các bạn đã thấy, toàn bộ các nhóm thư mục có từng chữ cái đã được biến thành các Composition con. Và ở lớp Background như chúng ta vừa tạo vừa rồi, đã có phần Blur để tạo làm nền. Để tiếp tục tạo hiệu ứng giống như hiệu ứng mà chúng ta đã nhìn thấy, bạn sẽ cần phải cài đặt một cái plugin của After Effects có tên là Newton 2. Bạn có thể tìm thấy hiệu ứng Newton 2 trên Google. Sau khi bạn cài đặt Newton 2 thì để có thể kích hoạt chế độ Newton 2, bạn vào phần Composition và bạn sẽ thấy chữ Newton 2 ở đây. Để thuận tiện hơn cho hiệu ứng Newton, các bạn sẽ cần sử dụng mặt nạ cho toàn bộ quá trình các bạn làm bằng cách tạo một mặt nạ hình vuông quanh chữ Y để chỉ hiển thị vùng chữ Y theo dạng hình vuông nhỏ. Tương tự như vậy với các chữ còn lại. Sau quá trình tạo ra chữ yêu thương như các bạn vừa thấy, chúng ta cần phải có thêm hai layer. Bạn tạo ra một layer solid có màu nâu như sau và vẽ một vòng tròn lên đó, bởi vì chúng ta sẽ cần một điểm neo. Đây sẽ là layer chứa điểm neo cần thiết cho bạn đặt ở phía bên ngoài của vùng chọn. Như các bạn đã thấy, mọi người sẽ không nhìn thấy điểm neo này. Tiếp theo, duplicate bằng lệnh Ctrl D để tạo ra một điểm neo thứ hai nằm ở phía bên trên. Kiểm tra lại toàn bộ các anchor point của các lớp chữ của chữ layer chữ yêu thương. Để thay đổi điểm anchor point của một layer, như các bạn đã thấy, tôi đang ở chữ Y và anchor point đang ở giữa màn hình, chúng ta kéo điểm anchor point này về giữa của chữ Y. Tương tự với chữ yêu. Sau quá trình này, ở phía trên hai blue slit tôi muốn đặt tiêu đề là fix của chữ yêu, và ở phía trên tôi sẽ đặt tiêu đề là fix của chữ thương. Như vậy chúng ta sẽ biết đâu là fix của phần nào. Quay trở lại với phần quan trọng nhất của bài tập ngày hôm nay, đó chính là việc chúng ta sử dụng Newton 2 cho phần này. Để bắt đầu, bạn vào Composition chọn Newton 2. Đây là giao diện màn hình của Newton 2. Như các bạn đã thấy, toàn bộ các cái đối tượng layer trên file Composition của chúng ta đã được biến thành các hình ô vuông, được thể hiện bằng các vùng hiển thị của layer đó.
Như các bạn đã thấy, vùng phần to nhất mà các bạn đang nhìn đấy chính là phần background. Các đối tượng khi chúng ta đã mặt nạ biến thành các hình vuông và hai vòng tròn phía trên cùng. Để bắt đầu với Newton 2, chúng ta sẽ bắt đầu với phần body property. Đó chính là việc các đối tượng ở trong Newton 2 được định nghĩa như thế nào. Như các bạn đã thấy ở đây, các đối tượng được định nghĩa bởi 6 dạng đối tượng. Đó chính là static là đối tượng tĩnh, kinematic và dynamic thì các bạn không cần quan tâm bởi vì đây là các đối tượng bậc cao. Bạn hãy chú ý đến dynamic là các đối tượng bình thường và dead là đối tượng không tác động. Ở đây, background là lớp chúng ta không muốn làm chuyển động, vì vậy các bạn chọn lớp background và chuyển sang chế độ dead. Ở lớp fix, bạn chuyển sang chế độ static bởi đây là các đối tượng không chuyển động. Và bây giờ chúng ta có các đối tượng của chữ yêu thương là các đối tượng dynamic. Và để xem dynamic này hoạt động như thế nào, bạn ấn nút play. Như các bạn đã thấy, toàn bộ các đối tượng dynamic rơi từ trên trời rơi xuống do không có điểm neo. Để tạo ra điểm neo hay còn gọi là các mối liên kết, bạn có thể chọn các đối tượng này và các điểm fix để tạo ra điểm neo. Hiện tại tôi sẽ fix các đối tượng của chữ yêu với đối tượng fix yêu và các chữ thương kết nối với đối tượng fix thương. Có 4 loại kết nối ở trong Newton 2. Như các bạn đã nhìn thấy trên hình, đây là kết nối khoảng cách, có nghĩa là khoảng cách giữa hai điểm này là không đổi. Tiếp theo là kết nối pivot join, có nghĩa là kết nối theo một điểm giữa. Kết nối dạng piston, giống như là trong bánh xe. Và cuối cùng là kết nối dạng spring joint, có nghĩa là kết nối dạng lò xo. Ở kết nối dạng lò xo như này thì chúng ta sẽ thấy các đối tượng nhún 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 dạng lò xo và chính là các kết nối mà chúng ta cần. Để bắt đầu, chúng ta chọn lớp yêu và chữ fix yêu, giữ control để chọn hai đối tượng này và chọn lệnh add spring joint. Tiếp theo chữ E chúng ta sẽ kết nối với chữ fix yêu. Chữ U tương tự. Riêng bắt đầu từ nhóm chữ thương, chúng ta sẽ kết nối với fix thương. Như các bạn đã thấy trên hình, một đường kẻ kết nối từ đối tượng chúng ta tạo ra đến các điểm mà chúng ta đang đặt cố định. Sau khi thực hiện thao tác kết nối tất cả các đối tượng với điểm fix, chúng ta hãy ấn nút play để xem chuyển động mà chúng ta đã có. Các đối tượng dường như là có một sức nặng và đã kéo xuống giống như là có một lớp lò xo vậy. Để hiệu ứng này hiệu quả hơn, chúng ta sẽ kéo các đối tượng ra xa nhau ra hơn một chút. Và ấn nút play. Như các bạn đã thấy, chuyển động như hiện nay khá là thú vị. Vì vậy, tôi sẽ chọn chuyển động này và ấn nút render. Ở phần render, các bạn chú ý ở phần Apply to new composition, có nghĩa là nếu bạn tích vào đây thì quá trình render này sẽ tạo ra một composition mới. Nếu bạn bỏ tích thì nó sẽ không tạo ra composition mới. Và enable motion blur để bạn enable chế độ motion blur cho toàn bộ các lớp bạn tạo ra. Ở đây tôi sẽ tạo apply to new composition và enable motion blur và ấn nút render. Quá trình render là quá trình tạo ra chuyển động. Sau khi tạo ra chuyển động, chúng sẽ được kết nối với các layer có sẵn và tiếp tục từ đó tạo ra một composition mới. Như các bạn đã thấy trên hình, đó chính là composition thiết kế 2. Nhấn kết vào composition này, các bạn sẽ có chuyển động mà các bạn vừa tạo ra. Ấn nút play. Như các bạn đã thấy, do chúng ta đã tích vào motion blur nên tất cả các chuyển động có trong hình đều được đặt ở chế độ Motion Blur. Và nếu bạn enable Motion Blur ở phần Composition lên thì khi quá trình render các bạn sẽ có Motion Blur. Tiếp theo, để tạo ra một cái dây như trong hình chúng ta đã có, các bạn sẽ làm sử dụng một hiệu ứng
của After Effects, đó chính là hiệu ứng beam. Để bắt đầu, chúng ta sẽ tạo ra một layer new solid. Tiếp theo, vào phần effect và preset, chọn lệnh beam. Như các bạn đã thấy, ngay khi add vào blue solid 2, tôi sẽ đặt thay đổi là dây của chữ yêu, chữ y, y dài ấy. Và như các bạn đã thấy ở trên hình, beam này có hai điểm start point và end point, như các bạn đã thấy ở đây, và có một đường nối giữa hai đầu. Nếu các bạn xem ở trong các phim hành động thì ví dụ như là tia đạn bắn ra như hiện nay thì chúng ta có thể sử dụng hiệu ứng này. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ lợi dụng hiệu ứng beam của After Effects để tạo ra dây nối bằng cách là độ dài của beam này sẽ bắt đầu từ điểm đầu và điểm cuối. Điểm đầu của beam chính là điểm của vị trí fix yêu, và điểm cuối của beam chính là điểm của vị trí của chữ y. Để tạo được điều này thì chúng ta sẽ sử dụng expression trong After Effects. Ở phần start point, bạn giữ an bấm vào phần start point, và ở đây chúng ta sẽ có expression được hiện ra. Như chúng ta đã định nghĩa, phần start point của chữ y chính là phần fix yêu position. Vì vậy, trỏ vị trí start point ở đây, có dấu xoắn ở đây, và trỏ vào phần chữ position, ấn nút enter bên tay phải. Tương tự như vậy với ending point, bạn gõ giữ an bấm vào phần hình đồng hồ, trỏ chữ xoắn ốc này vào vị trí position của chữ yêu, như ở đây, position bằng cách là ấn chữ P. Và như các bạn đã thấy ở đây, position, ấn enter bên tay phải để xác nhận. Và như các bạn đã thấy, quá trình chuyển động của chữ y đồng thời làm cho cái dây thay đổi theo chuyển động của chữ y luôn. Vì vậy, tiếp tục, như các bạn đã thấy, chúng ta cần cái dây của chữ E, chữ U, chữ T, H, U, O, N, G. Ở đây chúng ta sẽ có hai chữ U, vì vậy chúng ta phải định nghĩa chữ U đầu tiên trong chữ yêu được gọi là chữ U1, và chữ U thứ hai trong chữ yêu là chữ U2. Làm tương tự bằng cách đầu tiên ở đây bạn sẽ có dây của chữ I, E. Bạn gõ U như các bạn đã thấy ở trên này. Ở đây chúng ta sẽ không làm theo thao tác vừa rồi nữa, mà chúng ta sẽ chỉ thay đổi tiêu đề của layer. Như các bạn đã thấy, ở phần ending point, hiện tại Z Composition đang hướng tới layer I, và chúng ta sẽ muốn là hướng tới layer E. Enter bên tay phải. Và các bạn đã thấy là cái dây hiện tại đang ở đây. Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu việc thay đổi hàng loạt với các cái dây, bạn nên thay đổi màu sắc của dây trước khi bạn bắt đầu. Chúng ta sẽ thấy lòng trong màu trắng và lòng ngoài màu xám sẽ đẹp hơn cho chúng ta. Và tiếp theo, bây giờ ở phần chữ dây của chữ E, tôi sẽ duplicate lên bằng lệnh Ctrl E, thay chữ E bằng chữ U1, và gọi lệnh effect bằng chữ phím U trên bàn phím. Ở đây chúng ta đang hướng tới U1, thay chữ E bằng chữ U1 và enter bên tay phải. Tương tự với U2 tạo ra thì chúng ta sẽ thay đổi bằng phím Ctrl E. Đây là của chữ thương, vì vậy bắt đầu bằng chữ T, enter, ấn nút U. Ở đây bạn chú ý, thay vì fix ở vị trí là fix yêu cho start point, bạn sẽ kiểm tra ở đây là chữ fix là fix thương. Vì vậy thay chữ fix yêu bằng chữ fix thương, enter bên tay phải. Và phần end point chính là chữ T. Và như các bạn đã thấy trên hình, điểm start point đã bắt đầu từ điểm fix 2 fix thương nối tới điểm T. Tương tự như vậy, bạn tiếp tục thay đổi dành cho chữ H. Chữ U, chữ Ơ, chữ N và chữ G. Sau khi bạn tạo ra các dây của
chữ. Các chữ thì chúng ta sẽ đẩy toàn bộ layer dây này xuống phía dưới cùng để ẩn bên dưới, để chữ yêu thương của chúng ta là tâm điểm của toàn bộ quá trình. Và cuối cùng, trước khi kết thúc, bạn hãy làm theo các thao tác color correction mà chúng ta đã từng nói ở các bài trước đây, bằng cách tạo ra một layer covers, layer adjustment layer, và chọn lệnh covers và gắn vào. Chỉnh tông màu, tăng màu đỏ một chút bởi vì chúng ta sẽ muốn màu hơi tông hơi hồng và vàng. Sau quá trình này, bạn sẽ cho thêm hiệu ứng ánh sáng bằng cách thêm lớp IES giả ánh sáng như chúng tôi đã tạo ra sẵn cho các bạn. Đưa vào trong layer và nhớ chuyển sang chế độ blend màu là screen như các bạn đã thấy ở trên hình, để tạo ra là một lớp ánh sáng giả. Cuối cùng, để render ra, các bạn dùng lệnh File, Export, chọn Add Render Queue. Ở chế độ Render Queue, bạn chọn Output Module là H264. Và nhớ, đuôi file là MP4 sẽ giúp cho các bạn render file HD 1080 ở dạng nhẹ nhất. Ấn nút Render và các bạn đã có sản phẩm của mình. Sau khi quá trình xong, và đây là sản phẩm của các bạn ngày hôm nay. Một chữ rất dễ thương và có dây treo ở phía trên. Hy vọng với công cụ Newton 2, như các bạn vừa thấy, sẽ giúp cho các bạn có được nhiều hiệu ứng hơn và phải làm việc ít hơn. Xin chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomo.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới. Vậy là các bạn đã trải qua bài tập ngày hôm nay, đó chính là việc tạo ra chữ nghệ thuật bằng phương pháp nghệ thuật nhất. Hy vọng rằng là sau ngày hôm nay, các bạn có thể tạo ra các chữ khác bằng phương pháp nghệ thuật hơn. Tuy nhiên, rằng như các bạn đã biết, nguyên tắc cơ bản của việc nghệ thuật đấy là đừng làm điều gì quá hai lần. Bởi vì bạn làm đến lần thứ hai, nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật nữa. Và hy vọng qua bài tập này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về công việc bạn đang làm. Và tôi chính là Trần Trung và đang hướng dẫn các bạn làm thế nào để ở nhà và làm nghệ thuật.